dịch sau 4 tuần. Thế còn viêm tụy cấp thể phù nếu mà điều trị trong vòng 4 tuần đầu sẽ có viêm tụy cấp ổ tụ dịch, và sau 4 tuần thì nó sẽ có viêm tụy cấp mà có chức năng giả tụy. Nhưng mà các bạn thấy là tôi đã cố chọn cái màu để các bạn thấy là viêm tụy cấp thể phù mà trong vòng 4 tuần đầu tiên thì nó chỉ có cái ổ tụ dịch thôi. Và sau 4 tuần thì nó sẽ tạo thành một cái nang giả tụy. Nhưng mà trong viêm tụy cấp hoại tử, trong vòng 4 tuần đầu tiên thì nó sẽ có cái hoại tử cấp ổ tụ dịch. Và sau 4 tuần nó sẽ thành cái ổ tụ dịch của nhiễm khuẩn. Thế thì trước đây các bạn là cái khái niệm viêm tụy cấp thể kẽ và viêm tụy cấp thể hoại tử là do tác giả Cadillan đưa ra đầu tiên năm 2016. Và người ta thấy rằng khoảng 90% các trường hợp cấp là thể phù, và khoảng 20% của nó là ở thể rất là nhẹ, thông thường nó không có biến chuyển gì nặng, khoảng 2% bệnh nhân là có thể tử vong. Trong ngược lại, viêm tụy cấp thể hoại tử là chính là những cái mà phần bệnh nhân rất hay phải vào viện với chúng ta, và nó sẽ gây tỷ lệ tử vong nó có thể lên 40%. Bạn sẽ thấy là cái ổ tụ dịch trong viêm tụy cấp, nếu mà viêm tụy cấp thể kẽ hay là thể phù, tức là thực ra trước đây các bạn học là viêm tụy cấp thể phù, bây giờ người ta cập nhật mới hơn, người ta gọi là viêm tụy cấp thể viêm tụy kẽ thì ạ. Thế thì trong vòng 4 tuần đầu thì tạo thành ổ tụ dịch, và nếu chúng ta không điều trị tốt nó tạo thành một cái nang giả tụy. Nhưng mà trong viêm tụy cấp thể hoại tử, trong vòng 4 tuần đầu nó sẽ tạo gọi là hoại tử cấp. Hoại tử cấp thì trong cái slide sau tôi sẽ chỉ cho các bạn thế nào là hoại tử cấp ổ tụ dịch. Và sau 4 tuần nếu các bạn không có test thành một cái ổ tụ dịch nhiễm khuẩn. Cái khái niệm mà cái ổ tụ dịch Em thưa cô có thể cho cái slide nó to hơn một chút không ạ? Thì nhìn nó hơi bé. tôi đưa lên hết rồi, không biết làm sao lại không lên to lên được. Vào phần trình chiếu ạ. Được chưa? Cô để chế độ trình chiếu xem được không? Em trình chiếu rồi. Cô bấm trình chiếu lên. Mình tự thu phóng cái phần slide của cô lên được không? Được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi, cô ạ. Được chưa? Ok. Rồi. Chúng ta sẽ thấy là nó hơi khác một chút là cái trong cái thực ra cái viêm tụy cấp thể ổ tụ dịch, và các bạn rất hay nhầm ổ tụ dịch với nang giả tụy. Thì cái khái niệm mà ổ tụ cấp tính và cái nang giả tụy thì đấy là do các nhà chẩn đoán hình ảnh đưa ra, và phối hợp cùng với thêm lâm sàng người ta sẽ đưa ra các khái niệm. Các bạn sẽ thấy là khoảng khi mà có cái ổ tụ dịch ở trong cái viêm tụy cấp thể phù ấy, thì đấy là nó nằm trong vòng 4 tuần đầu tiên và nằm trong viêm tụy cấp thể kẽ nhé. Các bạn dùng từ viêm tụy cấp kẽ cho nó cập nhật một chút, còn trước đây là chúng ta dùng gọi là viêm tụy cấp thể phù. Thế thì và nó là hiện tượng của viêm tụy, nó thành các dịch hoại tử dọc theo rãnh khung đại tràng, và chúng ta nhìn thấy đây là hoàn toàn là dịch. Thế thì trong vòng cái viêm tụy cấp thể hoại tử trong vòng 4 tuần đầu tiên thì nó gọi là hoại tử cấp. Thì cái về giải phẫu bệnh nó sẽ gồm có cả dịch và những cái phần đen đen mà các bạn nhìn thấy trên màn hình, thì cái đấy chính là cái mô hoại tử. Vì vậy các bạn nhìn thấy về giải phẫu bệnh một phần có dịch, đấy là trong viêm tụy cấp kẽ, và trong trong có ổ tụ dịch hoại tử cấp, thì đấy là trong viêm tụy cấp thể hoại tử. Sau 4 tuần nếu không điều trị thì viêm tụy kẽ nó sẽ tạo thành cái nang giả tụy, và sau 4 tuần nếu không điều trị sẽ tạo thành cái hiện tượng mà gọi là ổ tụ dịch cấp tính. Ta viết tắt của WON thì cái phần đấy tôi sẽ nói sau. Thì dạ, như vậy đây là chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái tiến triển của cái viêm tụy cấp. Nếu mà trong viêm tụy cấp kẽ trong vòng 4 tuần sẽ tạo thành ổ tụ dịch, và sau 4 tuần thì không trị thành nang giả tụy, và trong trường hợp hoại tử tụy thì trong 4 tuần đầu tiên sẽ là hoại tử cấp, hoại ổ tụ dịch hoại tử cấp, và sau 4 tuần tạo thành cái nang. Như vậy cái khác nhau là cái phần này là bản chất trong viêm tụy cấp kẽ thì cái ổ tụ dịch đầu tiên là không có nhiễm khuẩn, và trong cái trường hợp viêm tụy cấp hoại tử thì nó sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn nhiều hơn. Trước đây các bạn học từ thời sinh viên thì chúng ta về giải phẫu bệnh người ta chỉ hai thể là thể phù, chính là viêm tụy kẽ đấy ạ, và thể hoại tử. Thế thì chúng ta sẽ thấy cái phân chia phức tạp như vậy nó sẽ liên quan đến cái phần tiên lượng của viêm tụy cấp rất là phức tạp. Khoảng 85% viêm tụy cấp chia hai thể thì 85% sẽ là viêm tụy kẽ hay là viêm tụy phù. Trong viêm tụy kẽ này thì 90% trong viêm tụy cấp kẽ này thì 90% là bình thường và chỉ có 10% là suy đa tạng. Thế
Tuy vậy, cái thể viêm tụy cấp hoại tử nó chỉ chiếm khoảng 18% và theo một số nghiên cứu từ 4-47%. Thì trong đó 33%, tức là có 10 bệnh nhân thì sẽ có 3 bệnh nhân sẽ bị nhiễm khuẩn. Đúng thế ạ. Và cái tỷ lệ tử vong của nó rất là cao, 40%. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong do viêm tụy cấp nói chung với tất cả các bệnh tụy cấp là khoảng 5%. Thì trong đó chỉ viêm tụy cấp KS chỉ có 3% mà tử vong. Trong đó khi 17% các trường hợp viêm tụy cấp hoại tử là sẽ có tử vong. Và những bệnh nhân tụy cấp hoại tử có những phần thì tỷ lệ cao, tử vong cao gấp 3 lần so với bình thường. Thế nếu mà trong bệnh nhân viêm tụy cấp mà bệnh nhân chỉ có suy mô tạng thì tỷ lệ tử vong là 3%, nhưng nếu tỷ lệ suy đa tạng, tức là từ 2 tạng trở lên, thì tỷ lệ tử vong nó sẽ lên 47%. Như vậy các bạn sẽ thấy là tại sao trong viêm tụy cấp mà lại chia phức tạp như vậy, nó sẽ liên quan rất nhiều đến phần tiên lượng của tỷ lệ tử vong. Thế thì về sinh lý bệnh thì tôi không có nhắc lại gì nhiều lắm, bởi vì thực ra sinh lý bệnh người ta cũng đặt những cái bước tiến lớn về trong cái sinh lý bệnh mà chúng ta sẽ đi phần đó thì nó ít hơn, bởi chúng ta là những cái nhà lâm sàng. Thì chúng ta viêm tụy cấp do bất kể nguyên nhân gì, là do sỏi, do rượu hoặc do tăng mỡ máu đều gây hủy hoại tủy, do cơ chế tắc nghẽn hoặc là chấn thương, và sẽ làm kích hoạt cái trypsinogen, trypsin, và giải phóng ra các cytokine để gây nên hiện tượng hoại tử tụy. Thế và đây là người ta về cơ chế bệnh sinh thực sự, để thấy rằng có hiện tượng kích hoạt từ trypsinogen thành trypsin và giải phóng ra các hoạt chất viêm. Thế thì các nguyên nhân chúng ta sẽ thấy đây là quan trọng nhất là các interleukin và các giải phóng các hóa chất trung gian để gây nên hiện tượng và viêm tụy cấp. Và mấu chốt của vấn đề là hiện tượng kích hoạt cái trypsinogen thành trypsin để giải phóng ra hoàn toàn hiện tượng hoại tử tụy và cái đáp ứng viêm hệ thống. Thế thì cái sinh lý bệnh của viêm tụy cấp nó phức tạp như vậy thì các bạn chú ý cho tôi là thứ nhất là nó mặc dù qua rất nhiều bước thế nhưng mà tất cả nó block vào cùng một tụ điểm, và chúng ta dùng thuốc nó sẽ phải phối hợp rất nhiều thứ để chúng ta để điều chỉnh cái viêm tụy cấp. Và đây là cái cơ chế bệnh sinh mới nhất của viêm tụy cấp năm 2018 của trên tạp chí Nature. Người ta thấy chứng minh được các nguyên nhân của do rượu và các độc tố với tụy để gây hiện tượng tự tiêu hủy tụy. Thế thì trong chúng ta, tôi sẽ đi sâu vào nguyên nhân viêm tụy cấp của ba nguyên nhân lớn. Thứ nhất là do trường hợp sỏi mật. Sỏi mật nó sẽ gây block. Cái nguyên nhân này rất là dễ hiểu, vì sỏi mật nó sẽ gây block toàn bộ cái đường, cái ống tụy. Chúng ta biết là ống mật chủ và ống tụy nó có một cái đường dẫn chung giống như một cái nút giao thông ở đây, và nó block hoàn toàn, nó sẽ gây hiện tượng tăng đột ngột cái kích hoạt hệ thống trypsinogen thì trypsin, và cái phần này rất là dễ hiểu. Thế còn trong trường hợp mà do rượu, người ta nghiên cứu, người ta đã chứng minh được rằng khi mà bệnh nhân uống khoảng trên 50g rượu nặng ấy, thì sẽ làm tăng chức năng bài tiết và làm có thắt cơ ti và làm tăng tinh thần ống tụy và kích hoạt men tụy. Còn trong trường hợp mà do tăng mỡ máu thì các bạn sẽ thấy là nó là cái bệnh di truyền trội đột biến liên quan cái gen là PISS1 và sẽ làm kích hoạt trypsinogen thành trypsin và gây bài tiết, làm cái hiện tượng bài tiết ống tụy bất thường và gây viêm tụy cấp. Đây là một số cái thuốc để gây nên viêm tụy cấp thì chúng ta thấy khá là nhiều. Chúng ta thấy có cái thuốc chống lao đấy ạ, các thuốc về điều trị viêm gan B. Các bạn chú ý là clarithromycin hoặc metrozin đều có thể gây nên viêm tụy cấp. Và các thuốc mà nếu phân chia về tính chất thường gặp thì các thuốc mà gây viêm tụy cấp nhiều nhất mà các bạn chú ý cho tôi là cái azathioprine và 6-MP, và những cái thuốc này có thể gây viêm tụy cấp. Các thuốc mà ít gặp hơn, ví dụ như thuốc ức chế men chuyển hoặc acetaminophen là những cái phần theo tỷ lệ thường gặp của nó. Viêm bệnh của viêm tụy cấp thì nó sẽ chia vào trong trường hợp mà viêm tụy cấp, tại sao nó có hiện tượng suy đa phụ tạng. Đấy, do hiện tượng mà giảm cái, do cái hiện tượng lượng dịch mất của khoang thứ ba sẽ làm giảm cái lượng dịch trong cơ thể, làm giảm cái máu tạng, và cuối cùng là tăng tính thấm mạch máu, giải phóng ra các cytokine, cuối cùng là gây vãng khuẩn, và cuối cùng là gây nên cái đáp ứng viêm hệ thống. Và chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong trong tuần đầu tiên của viêm tụy cấp khoảng 32%, khoảng sau 2 tuần là 12%, và từ tuần thứ tư là 19% và đến là 37% trong trường hợp của suy đa phụ tạng. Về chẩn đoán viêm tụy cấp thì tôi xin không nhắc lại nữa, cái phần này trong sách giáo khoa đã có rồi và nó cũng không khác nhiều so với thời các bạn học 6 năm đa khoa. Bạn chú ý cho tôi đặc điểm của cái viêm tụy cấp trong cái cơn đau do viêm tụy cấp là đau cuối gặp người trước, đấy là cái điển hình của cái viêm tụy cấp, và
có sự không tương xứng giữa triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể. Bạn chú ý cho tôi có hai cái dấu hiệu trên lâm sàng rất dễ nhận thấy của cái viêm tụy cấp là hiện tượng dấu hiệu Pullen và dấu hiệu Bray, tức là dấu hiệu khi mà chúng ta ở rốn của bệnh nhân ấy nó có những cái mảng bầm tím hoặc là bên mạng sườn bên phải có những cái mảng bầm tím, thì đó dấu hiệu nặng của viêm tụy cấp. Thì khám bụng thực ra nó không về những cái triệu chứng chẩn đoán thì tôi xin không nhắc lại đây vì nó viết tương đối trong sách khoa, chúng ta đi sâu hơn về cái phần tiên lượng chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Bạn chú ý cho tôi là siêu âm nó có tính chất sàng lọc trong viêm tụy cấp và cái tiêu chuẩn để chẩn đoán chẩn đoán viêm tụy cấp ở trên CT. Các bạn thấy là cái đặc điểm của viêm tụy cấp là có hiện tượng tụy phù nề tụ dịch và có phù nề tổ chức ngoài tụy hoặc là tụ tụy. Đây là những cái năm tiêu chuẩn chính của cái viêm tụy cấp trên CT ở bụng. Ngoài ra trong trường hợp bắt đầu tuần thứ tư thì các bạn có thể có biến chứng tràn dịch lộ bùi ra. Và đây chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng mà những cái ổ tụ dịch ở trên CT. Hiện tượng chúng ta thấy là tụy phù nề và cái bờ tụy nó nham nhở không đều và tụy tăng kích thước. Ta nhìn thấy là bờ tụy của đây không đều và cái tụy nó tăng kích thước. Thế thì so sánh các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để đánh giá, để theo dõi, để chẩn đoán viêm tụy cấp, người ta thấy rằng là với cái siêu âm bụng thông thường thì cái độ nhạy của nó khoảng từ 50-80%, độ hiệu của nó 90%. Và cái trường hợp mà chụp cắt lớp ở bụng thì cái có độ nhạy cao, có độ đặc hiệu cao hơn, cộng từ cũng có độ hiệu đặc hiệu cao và RCP đặc biệt ưu tiên trong trường hợp sỏi mật. Việc chẩn đoán viêm tụy cấp thì tôi xin không nhắc lại nữa. Vẫn hiện tại chúng ta vẫn đang dùng cái tiêu chuẩn của Atlanta năm 2007. Và cái phần này thì chúng ta nhớ là cái triệu chứng bắt buộc bệnh nhân phải có, đấy là đau thượng vị. Về phần chẩn đoán xác định và chẩn đoán nguyên nhân thì tôi gọi các bạn xem lại trong sách giáo khoa tôi và tôi không xin nhắc lại phần này nữa. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần chúng ta hôm nay rất cần cập nhật, đấy là phần tiên lượng và điều trị. Thì cái tiên lượng của viêm tụy cấp thực sự là phức tạp. Trong tất cả các bài tiêu hóa thì cái bài viêm tụy cấp là cái bài khó nhất ở phần tiên lượng. Chúng ta thấy rằng là nếu mà về đánh giá về tiên lượng tử vong của bệnh nhân, nếu mà trong một tuần đầu tiên thì người ta sợ nhất là cái đáp ứng viêm hệ thống và suy đa phủ tạng. Thế còn sau một tuần thì bắt đầu chúng ta sẽ sợ cái suy đa tạng đưa lên hàng đầu và cái nguy cơ thứ hai chính là nhiễm khuẩn và cuối cùng là sepsis nặng, tức là nhiễm khuẩn huyết đấy. Về cái phần chúng ta để về tiên lượng tôi có thể có rất nhiều cái bảng điểm đưa ra và thực sự là một cái ma trận đối với các bạn mà không phải chuyên khoa tiêu hóa. Nếu mà sử dụng quá nhiều bảng điểm các bạn sẽ thấy rất là phức tạp, nhưng bắt buộc các bạn vẫn phải biết, bởi vì chúng ta biết là trên lâm sàng của nói các tại sao chúng ta lại phải phân loại viêm tụy cấp. Bởi vì này, trong viêm tụy cấp không thể nào các bạn biết chắc chắn cái việc là bệnh nhân lúc nào tử vong được cả. Và chúng ta phải phân loại bệnh nhân sẽ nằm ở ICU, ở cấp cứu hay là lên khoa nội, chúng ta cần phải phân loại việc đó. Thứ hai là cái tỷ lệ tử vong của nó rất là cao. Các bạn thấy khi mà bệnh nhân có suy đa tạng, tức là suy trên hai tạng, tỷ lệ tử vong có thể là trên 40%. Như vậy với theo tất cả các nghiên cứu trên thế giới, người ta thấy rằng là kinh nghiệm của các bác sĩ mà gọi là các bác sĩ lâm sàng lâu năm thì người ta mới thấy rằng là nó chỉ tiên lượng được khoảng từ 33-44%, tức là dưới 50% có thể tiên lượng được. Vì vậy người ta đưa rất nhiều cái bảng điểm để người ta đánh giá tiên lượng. Và phải nói với các bạn rằng tất cả các bạn có nhiều bảng điểm như vậy nhưng mà các bảng điểm nó chỉ đạt được khoảng 70%. Có những bảng điểm đạt được ô rất cao thì cực kỳ khó thực hiện. Thì cái phân loại tự cấp thì người ta sẽ chia theo giải phẫu bệnh, thì có viêm tụy cấp thể kẽ và thể loại tử, và phân loại Atlanta thì thể nhẹ, vừa và thể nặng. Thế thì cái chúng ta thấy rằng là đây chính là cái tiên lượng của viêm tụy cấp ạ. Tức là chúng ta biết là cái viêm tụy cấp kẽ thì khoảng 80-85% và tử vong của nó thấp, nhưng mà viêm tụy cấp thể loại tử thì khi mà có ổ nhiễm khuẩn
thì tỷ lệ tử vong rất là cao, có những nghiên cứu lên tận 70%. Thế chúng ta sẽ thấy là đây có rất nhiều những cái trong tuần đầu tiên chúng ta sợ nhất là cái biến chứng đáp ứng viêm hệ thống và cái suy đa phủ tạng. Chúng ta nhìn thấy ạ, cái tuần đầu tiên là chúng ta sợ nhất là cái suy đa phủ tạng. Sau bắt đầu đến tuần thứ hai, bắt đầu chúng ta lại đưa cái triệu chứng suy đa phủ tạng lên trên, và cuối cùng bắt đầu chúng ta sẽ thêm biến chứng của nhiễm khuẩn, tức là nó theo từng tiến triển của viêm tụy cấp. Đây là một cái mô hình sơ đồ hóa để các bạn thấy rằng là trong cái tuần đầu tiên, tuần thứ nhất ấy, chúng ta sẽ thấy cái suy đa phủ tạng của nó lên rất là cao và cái nhiễm trùng. Sau đó đến hết từ tuần thứ 24 thì bắt đầu nó xuống một chút thì bắt đầu nó lại lên. Chúng ta thấy rằng cái tiên lượng của tụy cấp cực kỳ khó. Cái phân loại các bạn nhớ chúng ta đang sử dụng phần đoán viêm tụy cấp theo Atlanta năm 2007. Atlanta đầu tiên là đưa ra cái phân loại viêm tụy cấp đầu tiên đưa ra năm 1993. Người ta sẽ chia ra làm viêm tụy cấp nhẹ vừa, tức là có hay không có suy đa tạng, và viêm tụy cấp thể nặng. Và tôi sẽ viết tắt là từ SAP để các bạn sẽ thấy rằng chúng ta nhớ đây là cái từ SAP, tức là cái từ viết tắt của cái viêm tụy cấp thể nặng. Và người ta đưa ra cái khái niệm mới là cái viêm tụy cấp thể nặng khi mà bệnh nhân một là có biến chứng. Chúng ta nhìn thấy cái viêm tụy cấp thể nặng thì nó sẽ có gồm có một trong hai tiêu chuẩn, hoặc là bệnh nhân tụy cấp có kèm theo biến chứng định khu tại chỗ, hoặc là bệnh nhân có suy đa tạng. Suy đa tạng người ta đã định cho các bạn tiêu chuẩn rất là rõ, là một là suy tiêu hóa, hai là có cái sốc sepsis, ba là cái suy hấp, và thứ hai là cái suy thận. Tất cả các tiêu chí của bạn đưa lên rất là rõ đấy. Thế thì theo Atlanta năm 2013 người ta sửa lại một chút, tức là khi mà viêm tụy cấp mà thể vừa, tức là các điều chỉnh suy đa phủ tạng các bạn điều chỉnh được trong vòng 48 giờ thì người ta gọi là viêm tụy cấp thể vừa. Thế còn viêm tụy cấp thể nặng thì là các suy đa phủ tạng mà các bạn không thể điều chỉnh được sau 48 giờ. Như vậy các bạn sẽ thấy là từ thay đổi từ Atlanta năm 93 thể nặng, người ta sẽ phân ra làm dựa vào cái mốc các bạn điều chỉnh trong vòng 48 giờ. Nếu mà 48 giờ các bạn điều chỉnh được hồi sức tích cực thì các bạn vượt qua dọn đó thì người ta mới được thể nhẹ. Nhưng mà sau 48 giờ các bạn không điều chỉnh được cái việc đó thì người ta gọi là tụy cấp thể nặng. Đó là phiên bản năm 2013. Thế thì tất cả các tiêu chuẩn về viêm tụy cấp mà thể suy đa phủ tạng sẽ gồm có hô hấp, thận và tim mạch. Và quay trở lại cái slide trước, các bạn sẽ thấy rằng là cái siêu hấp chúng ta sẽ có PA hoai dưới 60%, và thận khi mà có creatinine trên 20mg trên decilit, tức là các tiêu chuẩn của người ta biết rất là rõ đấy. Thế thì hiện tại là các nhà khoa học trên thế giới đưa ra rất nhiều những cái bảng điểm để đánh giá trong viêm tụy cấp. Đây là cái bảng điểm tôi viết còn ít, còn rất nhiều bảng điểm nữa. Thế thì mỗi một cái bảng điểm nó sẽ có cái độ nhạy của độ hiểu khác nhau, và mỗi năm người ta lại thay đổi. Thế thì nếu mà tóm tắt lại các bảng điểm đánh giá trong viêm tụy cấp thì bây giờ chúng ta hay dùng là các bảng điểm gì? Đấy, Glasgow, Rason, Apache, Visat và Hap, Sis và của Hiệp hội Gan mật Nhật Bản. Hầu hết các bạn đã đến Glasgow, Rason, Apache, các bạn là đều đã nắm được hết và trong sách giáo khoa đã bắt đầu đề cập đến. Nhưng các bảng điểm mới, ví dụ như là Visat hoặc là Hap hoặc CSS của Hiệp hội Gan mật Nhật Bản thì chúng ta chưa có nghiên cứu nhiều. Nhưng đây là các bảng điểm mà ta đưa ra, và mỗi bảng điểm nó sẽ có những cái giá trị và khác nhau. Tuy nhiên nói rằng có hàng đây là những cái bảng điểm nổi bật, còn rất nhiều bảng điểm nữa. Những cái bảng điểm này nó chỉ có giá trị khoảng 70%, tức là ô đốc của nó khoảng 70%. Trong cái bảng điểm này có cái bảng điểm Ranson là sẽ đạt độ đọc hiệu khoảng trên 90%. Tuy nhiên nó cực kỳ phức tạp và rất khó để áp dụng trong lâm sàng. Về tiêu chuẩn Ranson thì trong sách giáo khoa đã viết rất là rõ rồi. Thế thì trong Ranson này thì các bạn sẽ thấy người ta sẽ chia ra là nếu mà Ranson từ 0 đến 2 thì gần như không có tỷ lệ tử vong. Từ 3 đến 5 tỷ lệ tử vong là 10 đến 20% và trên 7 tỷ lệ tử vong là trên 50%. Như vậy trong các bảng điểm này các bạn sẽ thấy rất khó phải đánh giá được cái khí máu và đánh giá được cái lượng dịch, bù lượng dịch. Như vậy các bạn nhìn chúng ta muốn thường làm được cái Ranson bắt buộc các bạn phải đánh giá sau 48 giờ. Bạn sẽ tính được cái lượng dịch mà các bạn bù vào cho bệnh nhân để bảo đảm hối động. Ví dụ các bạn phải bù 4 lít dịch
để cho huyết động bệnh nhân ổn định thì chúng ta sẽ biết được cái lượng dịch mất vào khoang thứ ba là bao nhiêu. Thì như vậy, cái mặc dù tôi đã nói phần trên Ranson có cái độ đặc hiệu rất là cao, trên 90, có một số nghiên cứu lên trên 99%, nhưng thực sự rất khó áp dụng lâm sàng. Mà các bạn muốn áp dụng đấy chỉ trừ trong nghiên cứu thực hành là 24 giờ các bạn đã phải chuyển bệnh nhân đi rồi, nên rất khó áp dụng được cái việc này. Và trong Ranson người ta sẽ chia là Ranson do rượu riêng và Ranson do bệnh nhân sỏi mật riêng. Và tất cả những phần này nó có bảng điểm riêng mà các bạn sẽ tra được tính tính phần mềm rất là dễ. Cái tiêu chuẩn Bantaza là chính cái tiêu chuẩn về CT đi ạ. CT thì cái này là tất cả các bệnh viện có chụp cắt lớp người ta đều đánh giá bằng cái phong điểm này. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà trên Bantaza thì người ta sẽ thấy từ điểm từ căn cứ và ví dụ điểm là từ 4 đến 6 tỷ lệ tử vong là 6%. Và từ 7 đến 10 tỷ lệ tử vong là 17%. Cái CTSE thì người ta sẽ cũng đánh giá được cái bảng điểm này và người ta cũng tính ra tỷ lệ tử vong. Chính là cái Bantaza đấy ạ. Một số CTSI cải tiến, tất cả những phần này là chúng ta dùng trên chẩn đoán ngành. Một cái bảng điểm cực kỳ phức tạp nữa là cái bảng điểm APAT. APAT thực sự mà nó chỉ có trong hồi sức tích cực người ta mới làm APAT. Còn bình thường là chúng ta không có làm ở APAT cho các đơn vị cấp cứu hoặc là khoa nội. Và người ta cứ ngưỡng cắt là trên 8 được coi như đấy là một cái stop, tức là một cái nguy tự cấp thể nặng. Và các bạn nhìn thấy một cái bảng điểm nữa để chúng ta cái bảng điểm APAT trông nó cực kỳ phức tạp như vậy này, nó là thực sự chỉ khi nào người làm ICU mới làm được cái bảng điểm APAT để chúng ta đánh giá trên tiên lượng được. Trong những năm gần đây thì người ta đưa ra một cái bảng điểm mới là bảng điểm BSAP. BSAP các bạn sẽ thấy gồm có 5 tiêu chuẩn. Cái từ B tức là viết tắt của URE và đánh giá cái tình trạng ý thức của bệnh nhân, đáp ứng viêm hệ thống và tuổi và có tràn dịch hay không. Và đây cái thang điểm này hiện tại do cái tính đơn giản và độ nhảy của độc hiệu đảm bảo tương đối đủ. Nó đảm bảo tương đối đủ đấy nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta tính với độ độc hiệu thì cái cao nhất vẫn là hiện tại là cái Ranson. Thì trong tạp chí Nature gần đây nhất năm 2018 người ta đã đưa bảng điểm BSAP vào để đánh giá với tất cả các đơn vị lâm sàng. Bởi vì người ta thấy về cái độ nhảy độc hiệu đảm bảo đầy đủ tương đối cho một cái tiên lượng và nó không phức tạp như cái Ranson. Một số bảng điểm ví dụ bảng điểm SAP 2 thì người ta cũng ít dùng hơn so với các bảng điểm khác. Mặc dù có rất nhiều bảng điểm như vậy thì bản thân tôi là người làm lâm sàng và tất cả các bạn thấy rằng là bảng điểm như vậy thì hầu hết là dành cho nghiên cứu và trên lâm sàng các thầy thuốc lâm sàng vẫn modify theo cách để người ta làm sao đánh giá bệnh nhân nhanh nhất. Thế thì nếu mà ở nơi mà các bạn có điều kiện thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta ít ra ở các bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện tuyến tỉnh, hầu hết là các bạn đều có thể sử dụng được cái dấu hiệu hội chứng đáp ứng viêm hệ thống hematocrit là công thức máu nơi nào cũng làm được. Khi xác các bạn đều có thể đánh giá được và suy đa tạng các bạn đều đánh giá được. Thì khi các ở bệnh viện mà có được tôi nghĩ là từ tuyến tỉnh trở lên là các bạn có thể sử dụng một trong các chỉ số này để các bạn đánh giá bệnh nhân nào. Nếu những nơi mà họ có hơn thì người ta một số cái tác giả thì người ta đánh giá viêm tự cấp dựa vào khi mà bệnh nhân có một trong các triệu chứng và người ta sử dụng Ranson trên 3, APAT trên 8 và CRP trên 150. Một số cái tác giả khác lại đánh giá viêm tự cấp thể nặng dựa vào một trong các tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là các tác giả chú ý về béo phì. APAT trên 8 thì các tác giả đều công nhận rồi. CRP người ta chọn là mốc cắt off của nó là 150. Và Glasgow là trên 3 hoặc là bệnh nhân có hiện tượng hoại tử ở trên CT hoặc là prosinin trên 1,8. Như vậy các bạn thấy hầu hết là các bệnh viện tuyến tỉnh các bạn sẽ làm được đánh giá được BMI của bệnh nhân, đánh giá được CRP, đánh giá prosinin và đánh giá suy đa tạng. Tất nhiên bởi vì nếu các bạn có khí máu thì các bạn có thể đánh giá được suy hô hấp hay không hoặc là trên CT. Như vậy hầu hết là các bạn sẽ đánh giá được khoảng 50% các trường hợp mà viêm tự cấp không vào viện. Thế thì có nghiên cứu để người ta so sánh giữa thang điểm BSAP
Hanson, APAS và CTSI cải tiến thì người ta sẽ thấy rằng là các cắt họp để chẩn đoán viêm tụy cấp hoại tử, viêm tụy cấp thể nặng là DSAP trên 3, Hanson trên 3, APAS trên 8, CTSI trên 3. Thế khi chúng ta sử dụng các thang điểm như thế nào để đánh giá viêm tụy cấp? Thế thì lúc nhập viện thì các bạn nhanh nhất các bạn sẽ dùng trong các bảng điểm này. Hematocrit đáp ứng viêm hệ thống DSAP. Thế sau 24 giờ các bạn có thể dùng hematocrit hoặc APAS. Và sau 48 giờ chúng ta mới dùng đến CRP. Các bạn sẽ nhớ lại là chúng ta có một cái CRP chúng ta đánh giá là 48 giờ sau khi nhập viện nhé. Chứ không phải các bạn đánh giá ngay đúng đầu tiên ạ. Thế thì chúng ta sẽ thấy là lúc vào ngay lúc nhập viện sau 24 giờ và sau 48 giờ nó sẽ có những cái thời điểm riêng để các bạn thấy. Đây là dựa cho các nghiên cứu trên thế giới được các bạn sử dụng. Vậy nên ở vì vậy khi mà tôi bình bệnh án viêm tụy cấp bao giờ tôi cũng hỏi là viêm tụy cấp ngày thứ mấy hoặc giờ thứ mấy để các bạn biết. Và đây là việc là các bạn sẽ thấy được cái đánh giá được độ nhạy đồ đặc hiệu và cái OROS của cái các bảng điểm trong đánh giá tỷ lệ tử vong và SAP, tức là cái viêm tụy cấp thể nặng đấy ạ. Thì các bạn sẽ thấy là để đánh giá tỷ lệ tử vong người ta dùng cả BSAP, Hanson và APAS và chúng ta đã thấy được OROS của bốn chỉ số này đều trên 0.8. Như vậy một xét nghiệm đưa vào hoặc một cái thăm dò đưa vào OROS trên 0.7 để các bạn có thể yên tâm là cái xét nghiệm đấy tương đối là có khả năng tin cậy để các bạn dùng. Nếu để đánh giá viêm tụy cấp thể nặng thì ba cái thang điểm này đều có OROS trên 0.8 nên vậy các bạn có thể yên tâm được. Bây giờ các bạn thấy rằng là Hanson thì thông thường người ta sẽ có cái độ đặc hiệu cao hơn. Tuy nhiên trong nghiên cứu này thì không phải là nhiều lắm. Và đây là những cái so sánh các thời điểm để đánh giá trong trường hợp viêm tụy cấp. Ví dụ như là Hanson thì người ta phải đánh giá lại sau 48 giờ và cái độ chính xác khá là tốt và độ đặc hiệu rất độ đặc hiệu trong viêm tụy cấp. Thế thì cái ví dụ thang điểm Glasgow và IMD mà các bạn rất hay dùng ở trong lâm sàng và trong sách giáo khoa bây giờ chúng ta hay dùng Glasgow và IMD thì tuy nhiên cái độ đặc hiệu cho viêm tụy cấp không phải là người ta không công nhận và người ta chỉ thấy rằng là cái độ chính xác thì nó có nhưng mà để đánh giá độ đặc hiệu cho viêm tụy cấp không có. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái viêm tụy cấp để đánh giá thì các bạn sẽ thấy tùy thuộc vào các marker mà các bạn đã sử dụng, các thang điểm nào các bạn đã sử dụng để chúng ta đạt được cái độ chính xác tốt nhất. Nếu mà các bạn sử dụng cái thang điểm nào nó rơi được vào cái ô tròn tròn ở giữa đây thì là tốt nhất, nhưng tuy nhiên tùy trong cái nơi mà các bạn làm có thể sử dụng một cái bảng điểm gì. Và đây là cái sơ đồ để theo dõi và chẩn đoán viêm tụy cấp trong thể viêm tụy cấp. Cái sơ đồ này, sơ đồ phức tạp này các bạn chú ý cho tôi này. Bao giờ ở với tụy cấp các bạn cũng phải tính được của tôi là với tụy cấp ngày thứ nhất, ngày thứ hai hoặc là tuần thứ nhất hoặc tuần thứ hai để chúng ta sẽ biết được là trong cái tuần đầu tiên đấy nhiệm vụ các bạn đang phải làm gì và đến sau đó và có những biến chứng gì có thể xảy ra. Ví dụ như bệnh nhân này với tụy cấp trong hai tuần đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là cái nguyên nhân tử vong chủ yếu của nó do suy đa phổ tạng. Và đến khi mà bệnh nhân đã vượt qua 2 tuần đầu tiên rồi thì cái tỷ lệ tử vong chủ yếu lại do nhiễm khuẩn. Các bạn thấy không ạ? Và cái việc điều trị nó cũng tùy thuộc vào cái trong vòng 2 ngày đầu tiên hoặc 2 tuần đầu tiên. Trong 2 ngày đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là chủ yếu nhiệm vụ chúng ta phải là bồi phụ lại nước điện giải. Sau đó hết qua 2 ngày đầu tiên mà chúng ta bồi phụ nước điện giải xong, chúng ta sẽ phải quan tâm đến dinh dưỡng của bệnh nhân. Bắt đầu qua 2 tuần thì bắt đầu các bạn sẽ phải xem xét cái việc mà có dùng kháng sinh hay không. Và chúng ta sẽ làm các can thiệp. Các bạn thấy là trong cái phần sau mà nếu mà may mắn là khỏi được phong tỏa thì chúng ta sẽ giảm tiếp cho bệnh nhân. Còn nếu không chúng ta bệnh án trực tuyến thì các bạn sẽ phải dựa theo cái này. Và các bạn nhìn, tôi muốn là các bạn sử dụng cái sơ đồ này để khi mà các bạn chẩn đoán viêm tụy cấp ngày thứ mấy và lúc đấy các bạn sẽ lựa chọn ưu tiên điều trị của các bạn là cái gì. Thế thì điều trị viêm tụy cấp thì cái điều trị chung nó gồm có 5 bước này và từng 5 bước này tôi sẽ giảng về cái cập nhật. Còn chi tiết trong sách khoa tôi không nói nhé. Thế thì đầu tiên là chúng ta, cái phương pháp đầu tiên là chúng ta để cho tụy nghỉ ngơi, tức là chúng ta cho nhịn ăn, xông tá tràng và nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Chúng ta cái bước này có cái gì cập nhật với các bạn. Thế thì khi mà bệnh, cái nguyên tắc mà khi bệnh nhân... để cho tụy nghỉ ngơi, chúng ta
Như các bạn chú ý là gần đây thì người ta chỉ đặt sông tại đặt sông ở tá tràng trong trường hợp mà có liệt ruột, còn bình thường trong thực chất là người ta không đặt sông tá tràng. Thứ hai, khi mà nhịn ăn thì bắt buộc các bạn phải bù lại năng lượng cho bệnh nhân theo hai đường, một là nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, hai là nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa. Thế thì các bạn chú ý cho tôi là cái dịch mà các bạn đưa vào phải đảm bảo các tiêu chí để đảm bảo dịch đưa vào là: thứ nhất, nước tiểu của bệnh nhân phải được trên 5 mg/giờ, nhịp tim dưới 120 và hematocrit từ 35-44%. Khi các bạn bù dịch thế nào đó mà hematocrit vẫn trên 44% hoàn toàn là không tốt. Và cái dịch ưu tiên trong viêm tụy cấp đấy là lactat. Thế thì có hai cái phương pháp để khi mà nhịn ăn, chúng ta phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch hoặc là qua đường tiêu hóa. Thế thì đây là cái bảng để so sánh giữa cái ưu và nhược điểm của nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và qua đường tiêu hóa. Các bạn thấy là rõ ràng trong phần này thì các bạn thấy ưu thế nổi trội của cái nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa, nhưng các bạn phải hiểu rằng là nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa là các bạn phải đặt sông xuống tá tràng chứ không phải các bạn bơm thức ăn qua sông dạ dày đâu ạ. Các bạn phải đặt sông xuống tận tá tràng và ôm thức ăn xuống tá tràng, và cái sông xuống tá tràng là sông rất đặc biệt chứ không phải sông dạ dày như các bạn. Mà các nghiên cứu trên thế giới đều người ta thấy rằng là người ta đều ủng hộ cho cái việc mà dùng bồi phụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa. Và các bạn sẽ thấy rằng là đây là người ta đưa ra cái khuyến cáo về cái calo đưa vào. Các bạn đưa vào là khoảng từ 25-30 kilocalo. Sau đó các bạn sẽ chia ra khoảng 40-60% là các carbohydrate, 20-30% là các bạn để dùng lipid. Và chúng ta sẽ protein các bạn sẽ tính là từ 1-1.5 g/kg. Như vậy đây là cái công thức chung để chúng ta biết được cái dựng dịch dưỡng. Thế thì trong cái phần mà điều trị viêm tụy cấp thì chúng ta sẽ phân tích về các dịch nuôi dưỡng sau. Và cái này chủ yếu các bạn phải bình bệnh án thì các bạn mới nhớ được, chứ còn hầu như là các bạn nguyên tắc thì các bạn biết này, nhưng đến lúc mà các bạn đưa ra tôi những cái dụng cụ nuôi dưỡng rất là buồn cười, các bạn hầu như không đảm bảo được cái dịch, không biết tính lượng tổng lượng dịch, tức là các bạn phải tính được tổng lượng dịch vào ra, sau các bạn tính cân cái năng lượng các bạn định đưa vào là bao nhiêu, chúng ta chia cho 40-60% là cái gì, chúng ta mới tính ra được cái dịch. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa thì các nhà khoa học trên thế giới đều ủng hộ, nhưng ở Việt Nam thì tôi thấy tại sao các bạn thấy rằng hầu như chúng ta không dùng nuôi dưỡng đường tiêu hóa ở Việt này, hầu như chúng ta không bao giờ đưa vào được calo vào tận 25-30 kcal/kg đoạn, hầu hết các bạn chỉ cho được khoảng 800 kcal là đã nhiều lắm rồi, còn lại là hầu hết các bạn cho bệnh nhân là chúng ta ở Việt Nam hơi nhịn đói một chút. Vì vậy nếu mà tính về chi phí mà nói thì không, ở Việt Nam thì nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch chi phí còn rẻ hơn. Vì tôi đã thử làm so sánh cái này rồi. Nếu mà tôi thử nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch riêng cái tiền đặt sông ạ dày, sau đó lại tiền cái túi mà dinh dưỡng mà đưa vào, thì tôi tính tổng cộng cả một ngày thì là cái tiền chi phí của nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa lại còn cao hơn của đường tĩnh mạch. Thực ra cao hơn ở cái này, chúng ta đang tính năng lượng đưa vào của đường tĩnh mạch là thấp hơn so với thực tế, tức là các bạn không đạt được 25-30 kg vậy, thì vì vậy chi phí nó thấp hơn. Thứ hai là cái mà cái ưu việt của cái qua đường tiêu hóa nó chỉ dành cho bệnh nhân ở ICU, tức là hầu hết chúng ta bệnh nhân nhịn ăn được khoảng một tuần là bệnh nhân đã ổn rồi, vì vậy nó không thể nào làm nguy cơ nhiễm khuẩn được và cũng không rối loạn dạ dày. Vì vậy khuyến cáo trên thế giới ở Việt Nam nó sẽ còn nhiều hơi chắc chắc hơn một chút, không phải đơn giản như trên thế giới đâu. Về giảm đau thì các bạn sẽ dùng theo bậc thang nhé. Đầu tiên các bạn sẽ dùng thuốc NSAID trước, sau đó đến step không được thì chúng ta sẽ dùng theo cuối cùng là chúng ta có thể dùng morphine. Thế còn bây giờ chúng ta đấy là phần như vậy trong cái tủ cấp, các bạn đấy là về cái cập nhật trong nhịn ăn và nuôi dưỡng rồi. Dịch thì các bạn nắm được rồi, và cái lượng dịch bao nhiêu, thời gian, thời điểm nào các bạn nói rồi, chúng ta sẽ nói cái phần điều trị theo nguyên nhân. Đấy, từng cái gạch đầu dòng này tôi sẽ nói phần cập nhật, không là các bạn sẽ không nhớ được. Thế thì thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là chúng ta có nên chọc hút ổ mọi tử dưới sự dẫn của siêu âm hay không. Thế thì người ta
khoảng 7 đến 10, khi mà sau 70 ngày chúng ta điều trị mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì chúng ta sẽ xem xét chụp hút dưới sự hướng dẫn của siêu âm hoặc CT. Và các kháng sinh chúng ta đưa vào thì nhóm Cefa3 cùng nhóm Quinolone hoặc Metrazone. Về điều trị kháng sinh. Điều trị kháng sinh thì chúng ta thấy rằng là trong đặc biệt trong những trường hợp mà do sỏi thì người ta sẽ dùng ngay từ lúc đầu tiên hoặc bệnh nhân có viêm phổi. Và những trường hợp mà để phòng ngừa viêm tụy cấp, phòng ngừa tụy cấp trở nặng thì người ta không có khuyến cáo. Và dùng để phòng ngừa cái ổ hộ, tức là các bạn thấy rằng là trong cái viêm tụy cấp mà chia vào cái thể hoại tử thì nó có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao, nhưng người ta cũng không khuyến cáo cái việc là cứ viêm tụy cấp hoại tử là các bạn dùng kháng sinh để phòng ngừa viêm khuẩn nó không có. Thế thì với chúng ta sẽ thấy là mới các bệnh nhân mà có viêm tụy cấp thể nặng chính là cái thể mà chúng ta rất là khó tiếp cận. Thế thì chúng ta làm CT nếu mà không có hoại tử thì người ta sẽ không dùng kháng sinh. Nếu hoại tử trên 30% là các bạn sẽ xem xét cái việc có dùng kháng sinh hay không. Và ở nước ngoài thì họ dùng rất mạnh là dùng meropenem từ 10 đến 14 ngày. Thế thì cái trên các nghiên cứu người ta thấy rằng là trong 7 ngày đầu tiên khoảng trên 20% các bệnh nhân viêm tụy cấp sẽ có nhiễm trùng. Vượt qua đến hết tuần đầu tiên thì tỷ lệ nhiễm khuẩn sẽ tăng lên 40%. Sau đó nếu mà sang đến tuần thứ 2 và tuần thứ 3 tỷ lệ nhiễm khuẩn sẽ gần 80%. Và qua 21 ngày thì như vậy chúng ta sẽ thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn sẽ tăng lên gần 100%. Như vậy các bạn cứ qua 7 ngày thì chúng ta sẽ thấy rằng sơ đồ này rất là ngoạn mục. Cứ 7 ngày thì gần như cái tỷ lệ nhiễm khuẩn nó sẽ tăng lên gần gấp đôi. Thế thì trong trường hợp trong tụy cấp khi nào chúng ta sẽ chỉ định phẫu thuật? Chúng ta sẽ chỉ định phẫu thuật khi mà bệnh nhân có hoại tử tụy, viêm tụy cấp hoại tử và nguyên nhân do sỏi mật. Và chỉ định viêm tụy cấp mà chỉ định RCP khi nào chúng ta cũng xem xét cái việc đó. Người ta tranh cãi rất nhiều là có nên viêm tụy cấp mà viêm tụy cấp hoại tử có nên là hoại tử do sỏi mật, có nên làm RCP cấp cứu hay không, vì người ta sẽ tính nguy cơ cân chắc giữa lợi và hại. Thế thì người ta sẽ thấy rằng là hầu hết các bệnh nhân viêm tụy cấp mà do sỏi thì chưa chắc đã phải làm RCP cấp cứu trong vòng 24 giờ. Và trong trường hợp đó thì người ta sẽ làm cộng tử hoặc là siêu nội soi sẽ được dùng để chẩn đoán tốt hơn. Tức là con sẽ thích cho các bạn hơn này một chút. Ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là một bệnh nhân siêu âm hoặc CT. CT thì chúng ta nghi là một cái viêm tụy cấp do sỏi rồi. Thế thì cái bước tiếp theo là các bạn sẽ quyết định làm RCP hay là cộng tử. Thế thì nếu mà RCP nó sẽ có cái ưu điểm trội là các bạn vừa làm có thể chẩn đoán được viêm tụy cấp luôn. Và trong trường hợp đó là chúng ta có thể lấy được sỏi luôn. Nhưng mà các nghiên cứu khi mà người ta tính được cái lợi và hại giữa hai phương pháp thì người ta thấy rằng là khi mà không có vàng da hoặc mà không có cái hiện tượng nhiễm khuẩn động mật thì người ta sẽ không làm RCP cấp cứu mà người ta sẽ làm cộng tử siêu nội soi để người ta xác định chắc chắn là có sỏi, bắt đầu người ta mới làm RCP. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là tất cả đây là cái recommendation của nó 1A để các bạn thấy rằng là khi nào chúng ta sẽ dùng được cái RCP cấp cứu. Đây là cái phác đồ điều trị, hướng dẫn về điều trị trong viêm tụy cấp mà trong vòng 24 đến 48 giờ. Thế thì đây là trong các rất nhiều khuyến cáo, và cái khuyến cáo này tôi nghĩ đối với các bạn là tương đối dễ hiểu. Và tất nhiên các bạn có thể quyền theo đuổi những khuyến cáo mà các bạn thấy sát với thực tế hơn các bạn hơn. Thế thì người ta sẽ thấy rằng là khi mà pin máu mà trên 130 nằm trên trong vòng 24 giờ thì nếu mà có nhiễm trùng động mật hoặc là có vàng da, người ta sẽ làm RCP. RCP có thể lấy được sỏi luôn. Thế nếu mà không có bằng chứng nhiễm khuẩn hoặc là không có vàng da thì lúc đấy các bạn sẽ làm cộng tử. Cộng tử lúc đấy các bạn chắc chắn là có sỏi, chúng ta mới sang được cái hướng RCP. Như vậy cái sơ đồ này tương đối. Và tất nhiên quyền các bạn có thể theo một cái guideline hướng dẫn riêng của một hiệp hội nào đó tùy theo kinh nghiệm của mình và các bệnh viện các bạn đang làm việc có những cái điều kiện gì mà các bạn có thể làm được, chứ không nhất thiết phải theo khuyến cáo của tôi. Chúng ta thấy đây là một cái sơ đồ hóa
để chúng ta biết là khi nào mà chúng ta làm cái bài cấp cứu. Thế thì chúng ta sẽ nhìn cái bảng đây. Nếu mà bệnh nhân có vàng da, tức là vàng da hoặc là có nhiễm khuẩn nghi do viêm đường mật, lúc đấy các bạn sẽ làm và sẽ bắt cấp cứu luôn trong vòng 24 giờ. Nếu mà không có vàng da hoặc là không có nhiễm khuẩn đường mật thì lúc đấy các bạn sẽ làm cộng từ và lúc đấy chúng ta làm cái RCP trì hoãn xong, đấy là nguyên nhân từ sỏi mật. Thế thì khi mà các bạn với một bệnh nhân viêm tụy cấp thể nặng mà tôi viết tắt của cái từ SAPS là cái severe acute pancreatitis thì chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên trong vòng khi mà các bạn tiếp nhận bệnh nhân, các bạn sẽ phải ổn định lại về mật huyết động cho bệnh nhân. Sau đó ổn định thì chính là cái sơ đồ mà rất là dài mà tôi đã nói là các bạn phải biết là viêm tụy cấp vào ngày thứ mấy, ở tuần thứ mấy thì các bạn sẽ chọn lựa cái phương pháp điều trị. Sau khi chúng ta ổn định về mật huyết động rồi, nếu mà chúng ta nghi ngờ một cái nhiễm khuẩn sau ngày thứ, sau một tuần, ngày thứ năm sau một tuần thì các bạn sẽ quyết định là có cần chọc dịch, chọc cái ổ tụ dịch hoại tử hay không và chúng ta dùng kháng sinh hay không. Nếu mà chúng ta thấy mà bệnh nhân có thể cải thiện triệu chứng sau 5 ngày, lúc đấy các bạn sẽ không cần chọc dịch. Chúng ta nhìn thấy đây là cái sơ đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm tụy cấp của tạp chí Nature năm 2018. Và tại sao tôi mới nói rằng là các bạn sẽ nhìn trên tạp chí Nature năm 2018 thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thang điểm mà người ta để đánh giá viêm tụy cấp trong những năm 2018 người ta lại không dùng Ranson mà người ta lại dùng SAPS. Cái phần này là các bạn, bản thân tôi là cũng là người làm tiêu hóa khá là lâu rồi. Tôi vẫn nhớ khi mà tôi chấm đoạn văn đầu tiên của một bạn ca học về sức cấp cứu làm mấy cái BSAP. Tôi nhớ là khoảng trước năm 2015. Trước năm 2015, trước khoảng năm 2012, 2013 làm mấy cái BSAP. Đấy, khi mà trong hội đồng luận văn thì rất ít người biết về cái BSAP này. Và cái BSAP này thì nó rất là đơn giản. Khi so với cái Ranson thì người ta sẽ thấy là cái BSAP đơn giản hơn cái Ranson rất là nhiều. Và lúc đấy cả hội đồng đều nói rằng là làm cái này cho nó vui để so sánh cái Ranson. Và khi thực sự cái nghiên cứu của một cái bảng khoa học của sức cấp cứu, tôi vẫn nhớ là cái OROC của bạn đạt được khoảng 0.8 để chúng ta đánh giá được cái nhiên liệu vào. Thế lúc đấy các bạn sẽ thấy rằng trong các bảng điểm mà chúng ta thấy là cái bảng điểm phức tạp nhất là cái Ranson và APAT, nó rất là nặng nề phức tạp. Và như vậy nặng nề phức tạp thì ai cũng tin rằng là nó sẽ chính xác. Và quả thật các nghiên cứu rằng là cái độ đọc hiệu nó rất là cao. Nhưng ai cũng thấy rằng là rất khó áp dụng trên lâm sàng bởi vì không thể nào tính được đó. Và đến năm 2018, đấy là sự thay đổi của trên tạp chí Nature, là một cái tạp chí rất nổi tiếng về y học. Người ta đã công nhận được cái vai trò của BSAP và HAP là hai cái thang điểm đánh giá viêm tụy cấp rất là đơn giản để cho các thực hành trong lâm sàng. Như vậy các bạn sẽ thấy trong thực tế là cái gì mà chúng ta làm phức tạp quá thì chưa chắc đã ứng dụng ở trong lâm sàng tốt. Như vậy cái nhìn trên sơ đồ này cũng mà chúng ta sẽ phân tích một cái liệu bệnh nhân viêm tụy cấp ngày tuần đầu tiên, các bạn thấy nhé. Đầu tiên vào thì các bạn sẽ đánh giá cái mức độ nặng của bệnh qua ure và hematocrit và đáp ứng viêm hệ thống. Đáp ứng viêm hệ thống thì các bạn sẽ nhớ rất là nhanh bởi vì nó chỉ liên quan nhiệt độ mạch và nhịp thở. Thế sau đó thì chúng ta có thể dùng bằng điểm BSAP và HAP, chúng ta sẽ đánh giá nhanh cái viêm tụy cấp để BSAP trên 3 hoặc trên 3 để biết là có phải là nặng hay không. Sau đó chúng ta sẽ hồi sức lại, tức là bù lại lượng dịch, nước và điện giải. Bạn nhớ cho tôi lại bù lại lượng dịch, nước và điện giải. Chúng ta ưu tiên là lắp tát và chúng ta chia ra cái việc có 40-60% do carbon hydrate và 20-30% do lipid mà không, bệnh nhân không có tăng mỡ máu. Sau đó các bạn, chúng ta bù lại dịch trong vòng 48 giờ, các bạn theo dõi lại để cho cái nước tiểu đạt được trên 5 lít trên kg và nhịp tim dưới 120 thì chúng ta coi như là đảm bảo tốt, chúng ta giảm đau theo bậc thang phần trên tôi đã nói. Và chúng ta đánh giá nguyên nhân, nếu do rượu chúng ta sẽ ngừng rượu, nếu mà do sỏi mật thì các bạn sẽ theo từng bước là có vàng da, có những khuẩn không, các bạn sẽ làm RCP không. Như vậy khi mà chúng ta đánh giá do rượu và do mỡ máu, chúng ta sẽ sang bước sau. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta có vàng da hoặc có những khuẩn động mật, chúng ta sẽ làm RCP cấp cứu trong vòng 24 giờ.
nếu mà không có cái phần đó thì các bạn sẽ tiếp đến ngày thứ ba. Như vậy trong cái tuần đầu tiên hầu hết các bạn đã giải quyết được cái phần này. Như vậy nếu các bạn cả cái bài được cấp là trong cái sơ đồ này trong tạp chí Nature là các bạn nắm được gần hết. Nhưng mà để hiểu được cái sơ đồ này thì các bạn phải trải qua cái bài giảng của tôi từ đầu đến giờ để các bạn hiểu được cái sơ đồ rất là đơn giản này. Nhìn thì đơn giản thôi nhưng hầu hết là các bạn không đọc đến đầu đến cuối thì biết tại sao nó lại đơn giản như thế này. Thế nếu mà đây là cái mảng đấy là dành cái mảng bên trên này nhất là dành mảng cho các nhà nội khoa của chúng ta. Tức là BSAP sẽ là dưới 3. Thế thì nếu mà BSAP trên 3 thì bắt đầu lúc đấy các bạn sẽ chuyển vào ICU. Thế vậy các bạn hiểu tại sao trong viêm tụy cấp tiên lượng là một cái điều rất khó khăn để các bạn sẽ chuyển bệnh nhân vào là nằm ở khoa nội, tức là nằm ở cái chỗ chúng ta nắm được, hoặc chúng ta nằm vào ICU. Khi mà bệnh nhân có một trong các tiêu chuẩn của viêm tụy cấp thể nặng thì lúc đấy các bạn ví dụ như là bệnh nhân có hematocrit hoặc cả APAT trên 8 hoặc tất cả đan sơn trong cái phần trên tôi đã giảng rồi thì các bạn sẽ chuyển vào ICU và cái phần này là dành cho các nhà hồi sức cấp cứu của chúng ta. Thế nếu mà chúng ta vượt bệnh nhân vào với chúng ta là qua cái giai đoạn tuần thứ nhất mà bệnh nhân viêm tụy cấp đến tuần thứ hai rồi. Các bạn nhớ là nếu mà các bạn ở tuyến trên có khi lúc đấy người ta đã vượt qua giai đoạn này và chuyển đến thứ hai rồi. Thế thì nếu mà đến tuần thứ hai là chúng ta sẽ chỉ đánh giá xem có ổ tụ dịch, có các biến chứng nhiễm khuẩn hay không. Nếu mà trong vòng dưới 4 tuần thì các bạn có thể dẫn lưu ổ tụ dịch nếu bệnh nhân còn triệu chứng. Nếu mà trên 4 tuần thì lúc đấy các bạn phải cũng phải điều trị kháng sinh thêm nữa. Đây là cái bảng, đây là cái sơ đồ của tạp chí của Nature. Tôi nghĩ viết rất là hay. Tôi cũng định vẽ lại nhưng mà cái trình độ IT của tôi thì nó hơi lầm cầm, nên chưa vẽ lại được cái này. Thế thì đây là một cái sơ đồ nữa để đánh giá cái viêm tụy cấp. Tuy nhiên tôi nghĩ là trên cái sơ đồ đầu tiên của tạp chí Nature sẽ làm cho các bạn dễ hình dung hơn, bởi vì là nếu các bạn đánh giá theo đúng cái đường này, chúng ta sẽ biết bên nội khoa chúng ta sẽ nằm ở cái cột trên này và ICU nó nằm ở cột này. Qua đến tuần thứ hai các bạn sẽ nằm ở trên này và ICU nằm dưới này. Thế còn một cái hướng dẫn nữa để chẩn đoán điều trị viêm tụy cấp, nó cũng là dựa trên các tiêu chí giống như trên. Nếu các bạn đọc lại toàn bộ cái này thì nó cũng tương đối giống, nhưng tôi đưa ra cái sơ đồ này các bạn có bạn có thể theo hoặc có thể không, tại vì tôi thấy cái sơ đồ này thì nó nhìn nó không dễ hiểu bằng sơ đồ Nature. Tuy nhiên có bạn nếu mà các bạn thấy rằng là em nhìn cái này em dễ hiểu, em thích theo cái này hơn là hoàn toàn quyền của bạn. Các bạn thấy rằng là đây cũng là một hướng dẫn để chẩn đoán điều trị tụy cấp, nhưng theo kiến riêng của tôi thì cái sơ đồ của tạp chí Nature nó sẽ dễ theo dõi hơn để các bạn biết thời gian là như thế nào. Và đây cũng là một cái theo dõi được cái tương đối phần trên mà tôi xin lỗi cho cái slide này nó hơi lầm cầm chút. Thì nó cái sơ đồ này nó cũng là một hướng dẫn của một hiệp hội và nó cũng rất giống với cái sơ đồ của tạp chí Nature. Tức là các bạn sẽ thấy rằng là nếu bệnh nhân không có nhiễm khuẩn thì các bạn sẽ ưu tiên cộng từ. Nếu có nhiễm khuẩn hoặc vàng da các bạn sẽ ưu tiên RCP cấp cứu. Đây là những cái bước tiếp theo. Riêng hội Nhật Bản thì nó cũng đi theo, bao giờ nó cũng đi theo một con đường riêng. Cái sơ đồ mà hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Nhật Bản thì nó giảm một chút. Tôi thấy là nếu mà đánh giá tiêu chuẩn viêm tụy cấp thể nặng thì sẽ chuyển luôn vào ICU. ICU nếu mà không có nhiễm khuẩn thì chúng ta là cái phần nội khoa sẽ chọc ổ tụ dịch. Nếu mà có nhiễm khuẩn thì chúng ta sẽ can thiệp hoặc áp xe và sự dẫn lưu. Tuy nhiên cái sơ đồ này mà cái đơn giản như này thì bắt buộc nhìn thì ít hình hơn, nhưng mà để theo dõi thì các bạn sẽ thấy là riêng cái tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là viêm tụy cấp thể nặng ấy thì có rất nhiều tác giả đánh giá khác nhau. Các bạn thấy không ạ? Nhìn sơ đồ này thì tưởng là đơn giản hơn, thực ra nếu mà theo lại thì tôi vẫn nghiêng nhiều về cái sơ đồ của tạp chí Nature hơn. Để các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ hiểu tại sao trong cái tạp chí Nature, với các bạn biết là ví dụ cái ô tròn tròn đầu tiên là đánh giá cái viêm tụy cấp thể nặng. Thế bây giờ ví dụ có một bạn là em dùng APAT, một bạn thể bằng dùng đan sơn, một bạn là dùng BSAP. Thế là như vậy là bản thân cái tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tụy cấp của các bạn đưa vào đó là khác nhau. Rồi thế và trên cái sơ đồ này nhìn đơn giản này nhưng lại không đánh giá được là viêm tụy cấp ngày thứ mấy và giờ thứ mấy, bởi viêm tụy cấp theo tiến triển nó có những cái mốc thay đổi khác nhau. Nhưng mà vậy khi mà tôi đưa ra rất nhiều cái hướng dẫn của Nhật của các thế, tôi vẫn thấy rằng cái tạp chí của Nature, đấy là ý kiến riêng của tôi nhé, còn tất nhiên các bạn thấy, tại vì cái tạp chí cái sơ đồ theo dõi của tạp chí Nature thì nó có luôn các cái yếu tố để đánh giá viêm tụy cấp thể nặng luôn, và người ta đánh giá luôn được cái thời gian để các bạn hình dung công việc của các bạn là cái gì luôn.
để các bạn thấy rằng ví dụ bệnh nhân bị tụ cấp là chúng ta khai thác được là đến lúc chúng ta vào gặp là chỉ tuần đầu tiên, bạn sẽ biết nhiệm vụ của nội khoa chúng ta làm cái cột trên này, ở ICU chúng ta làm trên này. Nếu mà BSAP trên 3 là chúng ta chuyển xuống ICU, mà dưới 3 là của chúng ta. Thế và các bước tiếp theo nó sẽ làm thế này. Thế cái của cái Hiệp hội Nhật Bản thì nhìn thì nó đơn giản hơn, nhưng thực sự để phân tích được thực hiện xong này tôi thấy còn sẽ theo dõi còn khó hơn. Thế là tùy các bạn có thể chọn lựa cái nào tùy các bạn. Đấy những cái phần để chúng ta thắc mắc về cái viên tụ cấp. Cái viên tụ cấp thì tôi nghĩ rằng là cái viên tụ cấp thì khó nhất. Cái bài hôm nay tôi muốn các bạn hiểu được chủ yếu slide mà chúng ta sẽ biết là các bạn viên tụy cấp thể viên tụy cấp kẽ và viên cấp hoại tử. Và các bạn vẫn hay nhầm lẫn giữa cái ổ tụ dịch và ổ tụ dịch hoại tử. Để các bạn biết là những cái cập nhật về hướng dẫn điều trị là tôi đã nói rõ rồi. Là cái phần về viên tụy cấp hoại tử. Thế thì hy vọng là sau 15 tháng 4 mà chúng ta hết được cái lệnh phong tỏa thì chúng ta áp dụng được cái bài viên tụy cấp này trên một bệnh nhân. Chúng ta, tôi muốn là các bạn sẽ trình bày bệnh nhân và các bạn sẽ phân tích luôn là bệnh nhân này của em là viên tụy cấp ngày thứ mấy, cái nhiệm vụ chính của bạn là cái gì và nguy cơ tử vong là cái gì, thì chúng ta sẽ nhớ được cái bài dễ hiểu hơn. Chứ còn nếu mà đọc hồi sẽ rất khó được vận dụng cái này. Các bạn có đồng ý không ạ? Có ai còn hỏi gì không ạ? Cô cho em xin tài liệu học ạ. À, tài liệu học thì có trong quyển bạch học nội khoa rồi mà em. À, vâng. Không, tức là tài liệu là cái slide này ạ. Cô gửi vào mail cho em. À, slide này thì tôi không chia sẻ, slide này là bài giảng của tôi. Là dành cho những người đi học thôi. Nhá. Vâng. Ừ. Thế thì chúng ta muốn vận dụng cái slide này là chúng ta sẽ phải làm được cái hiểu được toàn bộ và chúng ta sẽ bình bệnh án và sẽ nói rõ hơn. Còn một bài nữa là bài thứ tư này. Tôi còn một bài cuối cùng là cái bài bài IBD đúng không ạ? IBD và cái bài viêm loét đại tràng chuyển máu Crohn là hết lịch của giảng lý thuyết của tôi. Sau đó nếu mà không phải giảng trực tuyến nữa, chúng ta sẽ đi tìm giá toàn bộ trên lâm sàng là các bạn sẽ ứng dụng cái này tốt hơn. Bạn có hỏi gì không ạ? Dạ không ạ. Rồi, cô chào nhé. Dạ vâng, vâng em cảm cô. Cảm ơn cô ạ. Sao mọi người đã dừng hỏi nhanh thế? Mình đã định hỏi về cái lọc máu ấy. Nghe xong cô giảng vẫn lơ mơ quá. Điều trị thì theo dõi xét nghiệm gì, bao nhiêu ngày nằm lại, tiêu chuẩn ra viện, ổn định như nào, chưa gì nữa. Biết giờ còn đâu nữa mà hỏi. Cô dừng nói. Từ bình tĩnh đợi mọi người nhé. Ai không có hỏi gì thì không nói nhé. Nội dung thì rất là nhiều và cô toàn cho mà muốn hỏi nhiều quá mà mọi người đã cảm ơn cô cho cô không có gì hỏi rồi. Thì lần sau những ai mà không có ý kiến gì thì không nói nhé, để mọi người nói. Mà kể cả dùng kháng sinh. Ui.